Hello, xin chào cả nhà cùng quay trở lại với kênh YouTube của em Lĩnh GVL Nam Định. Xin mời các bác cùng quay trở lại với một video em Lĩnh mở nội thất cũng như là báo giá của một quả súp MRX518S. Thì ngày hôm trước em Lĩnh về được 4 quả thì sẽ lên nội thất từng sản phẩm một các bác nhé. Bởi vì bên em Lĩnh thì luôn luôn là rõ ràng rành mạch chi tiết từng sản phẩm một. Ok. Và ngày hôm nay trước mặt các bác đây thì em Lĩnh đã tháo sẵn ra đây rồi đó, và đây là e căng đó, JBL MRX500 đó. Tất cả là sơn zin toàn bộ các bác nhé, sơn zin 100% luôn đó. Và đây, khi các bác đi mua một quả súp thì quan trọng nhất đó là quả bát, đúng không? Đó. Đây là 2044G các bác nhé, trở kháng 4 ohm và Made in Mexico. Tình trạng thì siêu siêu đẹp rồi. Đó. Từ ống ánh 7 màu luôn, siêu đẹp luôn các bác nhé. Đó. Đó. Tất cả các khe từ đây. Tất cả các khe từ đều sáng choang và 7 màu luôn các bác này. Đó. Đó, các bác có thể nhìn thấy độ xuất sắc của một sản phẩm bát 2044G này. Đó. Đây là mã triển các bác nhá. Tất cả những cái lớp gioăm này thì còn nguyên. Đó. Và đây là mã số seri màng các bác nhá. Rất mới luôn, màng thì xanh lét này đẹp luôn. Đó, và đây quan trọng nhất các bác xoay đây. Đó, côn keo chỉ nhện các bác nhá, là phải zin lét này đẹp này. Đó. Ok chưa? Đó. Xuất sắc nhá. Em Lĩnh là rất rất là kỹ về cái vấn đề nội thất này, cho nên là cũng chia sẻ và những hình ảnh, những thước phim làm sao mà chi tiết và rõ ràng nhất đến cho các bác nhá. Đó, và luôn luôn là cam kết chuẩn chỉ zin xịn 100% cho các bác luôn, bác chơi cũng yên tâm đó. Ok, và đây là trên màng đây, siêu mới này, các bác có thể nhìn thấy này. Đó. Phờ tím đen luôn nhá. Đó. Rất mới này các bác này. Đây, từ cái lớp gân luôn này. Đó. Một sản phẩm gần như là không điểm trừ rồi các bác nhá. Ok. Đấy là cái quan trọng nhất của một quả súp. Và tiếp theo thì mời các bác cùng ngắm nghía thùng vách này. Và em Lĩnh đảm bảo với các bác rằng sơn zin 100%, không có tỉa toát bất cứ một cái gì nhá các bác nhá. Đó. Mặc dù sản phẩm bãi thì qua quá trình sử dụng cũng như là qua quá trình vận chuyển từ nước ngoài về thì chúng ta nhiều sản phẩm nó bị chảy xước hoặc là móp méo chẳng hạn vậy. Thì phần ngoại thất chúng ta có thể spa, cho phép được spa. Đó. Nhưng nếu có spa thì em Lĩnh sẽ thông báo với các bác nhá. Còn là zin 100% thì cũng thông báo với các bác là zin xịn 100% luôn, không sờ va. Và với sản phẩm này thì không một giọt sơn nào các bác nhá, không một giọt sơn nào tía toát vào đây cả. Đó. Xuất sắc rồi. Rất là mới luôn ấy. Về được 4 quả đều tăm tắp như một luôn các bác nhá. Đó, đây. Siêu đẹp luôn. Đây là bên trong các bác nhá. Đó. Xây xác rồi. Xuất sắc. Đó. Các bác nhớ là những cái thùng zin xịn bao giờ nó cũng có cái
cái lớp keo chảy kia nhá các bác nhá. Đó. Đây. Đó. Đây là cái mã số seri nó còn dán ở đây này các bác này. Xuất sắc. Ok các bác nhá, và đó là toàn bộ về nội thất của quả SUV MGX518S và em Lĩnh bán sản phẩm này với giá 20 triệu các bác nhá. Tình trạng thì đẹp xuất sắc luôn. Đó, 20 triệu các bác nhá. SUV MGX518S Made in Mexico, và ngày mai thì em Lĩnh sẽ test với đôi MGX512 này. Đó, cùng combo luôn các bác nhá. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video của em Lĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video gần nhất. Xin chào các bác nhá.